31 tháng 5 đi khảo sát Sài Gòn coi nó có cái gì thay đổi không nha. Rồi tập thể dục luôn. Chuẩn bị đi đây. Rồi vô. Ở dưới đi. Hello. Bây giờ chạy một vòng bờ kè lớn về không? Ok ha. Đấy, hai chiếc. Một chiếc xe đạp cỡ nhỏ, một chiếc xe đạp leo núi. Đấy, dự định chạy khoảng 10 cây số được rồi. Đây là đại lộ đường Võ Thị Sáu. Wow. Đường Võ Thị Sáu bây giờ lúc khoảng 8 giờ tối, hướng đi ra phía công viên Lê Văn Tám. Rồi dự định đạp sau bữa ăn tối là đạp để cho nó tiêu calorie, lại đi ngắm đường phố ngày 31 tháng 5. Ngày đã khởi động lệnh phong tỏa Sài Gòn. Ô xe này, xe đạp ở dưới ha, nó có cái đèn trước kìa, bánh xe kìa. Công viên Lê Văn Tám rồi. Hiện giờ công viên Lê Văn Tám thì không tả, không có ai được tập thể dục, chỉ có người tập dục bên ngoài thôi. Đường phố Sài Gòn bây giờ vắng tanh, tất cả trường học đang nghỉ hết, đóng cửa, quán ăn, cửa hàng kinh doanh dọc hai bên bên phải đường là không có kinh doanh luôn, không cửa. Gần tới đại lộ Hai Bà Trưng, đây có một cái quán cà phê Highland Coffee vẫn còn bán đàn tàn. Đã tới đây là được cây số chưa? Rồi tới ngã ba đường Phạm Ngọc Thạch. Nè cái chỗ anh Mai Nguyên nè. Đây là cái chỗ cửa hàng Mai Nguyên, điện thoại di động vẫn còn hoạt động. Bên kia có một cây xăng. Đó. Đạp nhẹ phải không? Sài Gòn hôm nay là như 30 Tết. Mà Tết thì là đường vắng vẻ thoải mái. Phía trước là đường Baxter. Thông thường là 8 giờ tối mà cỡ này là đường phố đông nghẹt. Dân Sài Gòn đổ, các phía đổ về Sài Gòn đi chơi khuya đêm. Dịch bệnh ra cái là vắng que. Thôi thẳng luôn nha. Xe đạp có ngừng đèn đỏ không? Phía bên trái là hãng mô tô Honda phát tiến. Showroom đang trưng bày tất cả các mô tô đời 2021 khá đẹp luôn. Giờ dậy tới khúc này là khúc năm kỳ khởi nghĩa rồi, còn 22 giây. Đạp qua không? Qua luôn, qua qua chứ không được đèn đỏ. Qua đèn xanh đang trời ơi. Thôi cho người ta qua.
Hai chồng là đang quẹo ra tới Nam Kỳ Thiên Nghĩa. Ủa, thì ra chỗ Sài Gòn. Quẹo Sài Gòn đúng không? Chứ không quẹo về Bờ Kè đi hả? Hả? Ờ, đi Bờ Kè thì đi thẳng. Thẳng luôn hả? Ừ. Bờ Kè là lên dốc kinh khủng luôn á. Có sao, sợ rồi hả? Đi hồi về vẫn uống trà sữa được rồi. Còn 10.000 hả? Kỳ á. Rồi quá được luôn. Wow, xe đâu mà ùa ra quá trời. Hôm nay đạp xe đạp đi tập thể dục, review đường phố Sài Gòn với lại một dọc bờ kè kênh Du Lộc, tình hình một ngày đầu tiên sau khi có lệnh phong tỏa. Bây giờ đang hướng tới đường Trần Quốc Thảo. À, tới đường Trần Quốc Thảo là mình thấy rẽ đi về hướng bờ kè. Ok, giờ ngừng lại để tăng cái yên lên cho nó cao lên một chút. Rồi nó dễ chạy. Ok, tiếp tục. Go. Đi. Go. Đường Trần Quốc Thảo rồi. Bên phải. Lên phỏng vấn vậy câu coi. Thông thường đi xe Honda, giờ hôm nay đi xe đạp thấy như sao? Hả? Thấy như sao? Xe này chạy ngon. Đạp vậy thấy mệt không? Hả? Chưa thấy họ. Ok. Bây giờ đạp đi thấy quán trà sữa, quán ốc là vô nha. Đâu ai bán đâu. Ok, đang hướng về phía Bờ Kè. Rồi bây giờ đằng trước là đường Lý Chính Thắng. Bây giờ đổi máy quay qua để lấy cảnh. Rồi giờ đổi nha. Ok. Kìa, trồng khẩu trang vào. Đường Lý Chính Thắng với lại đường Trần Quốc Thảo là nhiều người thắng. Đang xuống dốc. Chạy nhanh lên đi mất. Đây ạ. Từ đây chạy về thôi. Từ đây quẹo bờ kè đi về là đạp xịt hơi luôn á. Ok. Bờ kè là giống như lên dốc á. Thôi gần đây là sắp tới cái cầu Lê Văn Sĩ rồi. Phía trước là cầu Lê Văn Sĩ. Bấm tắt. Rồi tay bấm tắt thôi. Thank you.
tỉnh. Mọi người cứ mày ra thôi đi. Hoàng Quá Thám. Đó. Đường xá là vắng hoe luôn.
một cái cua. Hai đối thủ đang giành cho nhau để có ai qua được khúc cua này. Người nữ thì chạy phía bên trong, nam là phía bên ngoài. Trước sau gì cũng vậy. Người nữ không cho ngược. Hai bên đang chạy song song với nhau. Hít thở, lên, xuống, lên, xuống. Hai bên cứ lên xuống đều đặn, không chịu ngừng. Cuối cùng. Ồ, phía bên tay trái là bắt đầu tới là cầu bông nha. Điêu cầu bông. Đẹp quá. Đằng sau phía bên cầu bông kia là phía view của trung tâm Landmark. Quá trời đẹp luôn. Kể đến đây là hai đứa thở tổn hợp nè. Chắc cũng thấy gần cỡ 6-7 cây nè. Phía bên trái là một cái dòng kênh rạch của cầu bông. Bến đèn phản chiếu dưới nhìn cả thấy cực kỳ là mơ mộng. Chúng ta đang trên đường chuối hâm. Không hâm. Không hâm luôn. Qua cái đoạn không hâm cầu bông thì mình phải là về đích rồi. Thì bây giờ không biết là ai đang về đích trước rồi ta. Hiện nay là hai bên đang chạy song song nhau, hai bên đều thở cũng thở, hai bên lúc đều... người lên thì lúc người xuống, hai bên đều bất lực. Rồi cùng chui hâm. Quẹo về đi. Thôi về đi, về đây. Ra ngoài là ngoài anh em. Đây là cô ngã tư Nguyễn Nguyên Thụy với lại Đinh Tiên Hoàng. Đúng rồi. Đây là mấy cái cô này là kết thúc chặng đua rồi. Kết quả là chắc hai bên què nhau, bắt tay nhau què. Thôi. It's been the... Rồi thấy sao? Sau 10 cây số dòng bờ kè. Xe đạp của tụi nít nên cái dòng xoay á nó không có thẳng cái chân, nó làm cho cái chân mình nó cong. Nó mỏi đúng không? Qua chợ dòng vui khỏe. Bây giờ đi uống trà sữa nữa hay sao? 25.000 sạch. Rồi thôi, 25.000 là vô pha trà sữa. Rồi kết thúc.